Phong Thủy LNG xin chào quý vị, các anh chị, cô chú và đại gia đình của chúng ta ha. Thì ngày hôm nay ở cái video này thì LNG muốn gửi lời tri ân đến tất cả các bạn đã đồng hành cùng LNG suốt thời gian qua và đã bình luận cũng như là gắn tim rồi like cho kênh ha. Thì những anh chị em nào mà LNG đã gắn tim vào cái bình luận của mình á, gắn hình trái tim vào dù là một trái hay hai trái ha, thì quý vị vui lòng bình luận để dưới video này để mà điểm danh, và kèm theo đó là quý vị có chụp cái tấm hình mà em đã gắn tim cho quý vị ha, làm bằng chứng và gửi qua cái Zalo số điện thoại góc bên trên phía bên trái hoặc là bên phải màn hình để chúng ta đón nhận những cái mặt đồng điếu về chúng ta có thể là gắn cho trẻ em ha, hoặc là các chị em phụ nữ có thể là làm một cái mặt đồng điếu, mặt dây chuyền đồng điếu xinh xinh ha quý vị ha. Vâng, thì những anh chị em nào được gắn tim thì ở đây thì số lượng có hạn ha, tại vì LNG làm không có làm nhiều quý vị ạ, làm chỉ có một số thôi. Thì anh chị em nào điểm danh sớm thì mình nhận sớm ha. Thì hai cái mặt đồng điếu kích thước là cỡ 1,7 cm hoặc là 1,8 cm gì đấy, hoặc là 2 cm gì đấy em cũng không nhớ nữa, như là 2 cm thôi quý vị ha. Thì mỗi một người được gắn tim sẽ được hai cái đồng điếu với giá chỉ 39k mà thôi, bao ship luôn đó, là khỏi lời luôn hả quý vị ha. Tại vì có một số đợt trước á, ở cái video trước thì em tri ân có một số anh chị là không biết là ở vùng nào, nhưng mà em gửi tiền ship là em bao ship tiền ship là 36.000, đúng rồi, 36.000, 36k. Thì các anh chị cứ gửi ship và sẽ được hai đồng điếu chỉ với giá 39k mà thôi. Thì ở tri ân này là nhằm để gửi cái tấm lòng cảm ơn của LNG, chứ ngoài thị trường không có giá này không quý vị ha, vì bao ship là không còn gì luôn. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là quý vị ơi, lưu ý rằng những cái sản phẩm từ LNG dù là tặng hay là dù là tri ân ha quý vị ha, không phải của rẻ là của ôi, em bao quý vị luôn tất tần tật những cái món quà và những cái hàng tri ân như thế này. Nếu quý vị giám định bất kỳ đâu nha, ra hàng xử lý, LNG sẽ tặng quý vị 100 cái mặt đồng điếu được giám định rõ ràng, công khai, hàng thiên nhiên, 100 cái luôn cho quý vị ha, để quý vị hiểu LNG là làm ăn rất là rành mạch và công khai minh bạch thôi quý vị ha, rất là chính nghĩa luôn, chứ không có phải là rất là quân tử luôn hả quý vị ha. Và trước mặt chúng ta đây là những cái mặt đồng điếu, và quý vị có thể thấy thì mỗi một mặt là mỗi một màu khác nhau. Thì em chia sẻ thêm về cái cẩm thạch theo quý vị ha, để chúng ta hiểu. Thì ở cái miếng cẩm thạch này thì ở ngoài nó hơi màu tím tím ha, hơi màu tím tím khoai môn, và đây là cái miếng cẩm thạch hoàn toàn là thiên nhiên. Và quý vị cũng có thể thấy là những cái độ trong phớt phớt nè, đó, những cái độ trong phớt phớt bên trong cẩm thạch nè, rất là tuyệt vời ha. Hàng này thì thiên nhiên, tất cả các con hàng ở đây đều là thiên nhiên. Còn cái mặt cẩm thạch này á, là mặt cẩm thạch trắng hay còn gọi là bạch ngọc quý vị ha. Có một số anh chị em livestream kinh doanh thì gọi nó là bạch ngọc, nhưng với em thì nó là cẩm thạch trắng quý vị ha. Tất cả các mặt cẩm thạch ở đây và những cái hàng tri ân kia đều là hàng cẩm thạch A cả. Và đây là một cái mặt cẩm thạch đồng điếu hoàn toàn là thiên nhiên ha, rất là to hả quý vị ha. Còn mặt này thì có xanh lý nữa nè, thì quý vị có thể xem ha, cái màu xanh lý như vậy vẫn chưa gọi là đậm lắm, nhưng mà nếu mà màu đậm quá thì có nguy cơ là hàng nhuộm màu hả quý vị ha, hoặc là hàng keo màu. Còn cái này thì lý nhẹ nè, còn cái này thì màu trắng mà lam lam quý vị ạ, cũng được xem là bạch ngọc. Của quý vị có thể thấy là những cái phản trong nè, đó nó đi từ đây nè, một cái vân của cẩm thạch hả quý vị ha, cũng là hàng ngọc đó, cẩm thạch và chất ngọc luôn đấy, rất là đẹp. Đây em này ngọc lừ luôn nè, em này thì để đèn xa xa thôi là cũng đủ thông qua rồi đó. Rồi thì em xin tạm dẹp cái chỗ cẩm thạch này qua một bên hả quý vị ha, để chúng ta vào video, tại vì còn rất là nhiều sản phẩm để mà giới thiệu đến quý vị mà thời gian thì không cho phép hả quý vị ha, bởi vì em xuất camera, xuất xuất video này ra lâu lắm.
Vâng, thì trước mắt chúng ta đây là năm cái sản phẩm vừa mới hoàn thành. Thì như quý vị xem kênh thì cũng đã biết là L&G vài ngày thì ra vài sản phẩm. Nhưng mà trong khi đó thì có một số anh chị đang xem kênh thì chắc cũng biết là có thể là một ngày ha, các anh chị quất em tới 7-8 món lần ha. Nên thành ra là L&G xin lỗi quý vị về cái tiến trình hơi chậm thôi quý vị ha. Bởi vì hiện tại thì quý vị cũng biết là ở thành phố Hồ Chí Minh đang bùng dịch rất là mạnh. Và điều này nó cũng gây ảnh hưởng phần nào là từ việc thợ về quê làm chứng minh điện tử gì đấy, rồi các kiểu hơn quý vị ha. Nên thành ra cũng đang là lấn cấn cái chuyện thợ thiếu rồi này nọ. Kèm theo đó là nhiều anh chị thì thương mến và đặt rất là nhiều hàng. Nên thành ra là về cái khoảng thời gian thì L&G xin lỗi nếu như có sự chậm trễ hơn quý vị ha. Xin lỗi tất cả các vị vì cái sự chậm trễ của L&G. Và cũng là cảm ơn quý vị ha đã ủng hộ L&G. Và thay vào cái lòng cảm ơn đó thì như trước giờ thì quý vị cũng biết là những cái sản phẩm của L&G, mỗi một chủ nhân của mỗi một chiếc nhẫn hay là mặt dây hay là lắc tai hay là bất cứ thứ gì, tất cả các trang sức của L&G đều được khai vận phong thủy. Khai vận là sao ạ? Tức là người dùng mạng gì, tuổi gì, em sẽ khai vận vào giờ khắc hợp với lại người đó. Tại vì vạn vật sinh ra đều có khung và có giờ cả. Tốt hay xấu, êm hay xuôi là do chúng ta mà ra ha quý vị ha. Chỉ cần chúng ta có kiến thức về phong thủy hay không để mà biết cái vận mệnh nó như thế nào. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem những cái sản phẩm mà đã hoàn thành ha quý vị ha. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu đến quý vị một cái nhẫn. Một cái nhẫn với đá chủ là sapphire. Sapphire buôn hồ nha quý vị nha. Và lý do làm sao mà mình biết nó là sapphire buôn hồ để lát nữa em cho quý vị. Em hướng dẫn cho quý vị ha. Đây. Một chiếc nhẫn vàng 18K ha quý vị ha. Này em không biết là vàng 18K hay vàng. Vì bên em á, vàng 18 hay vàng 14K gì làm cũng đẹp hết, cũng hao hao như nhau à. Thì đây là chúng ta có một cái chiếc nhẫn với đá chủ là sapphire buôn hồ ha quý vị ha. Đấy, đá chủ là sapphire buôn hồ và nó sẽ có tông màu xanh lá và màu vàng ha quý vị ha. Thường thường mà cứ lai xanh lá với màu vàng như thế này á, và nó có cái gân đó quý vị có thể thấy ha. Và cái độ bóng của nó là quý vị có thể phân biệt được thằng này là buôn hồ hay là phan thiết ha quý vị ha. Và ở đây thì quý vị cũng có thể thấy là chi tiết khá là sắc nét ha, độ bóng khá là cao luôn. Đấy, thì bên L&G thì xuyên suốt thời gian qua thì quý vị có thể thấy là những cái sản phẩm ra rất là sắc nét và chi tiết ha. Quý vị có thể thấy là nè đó, dựa vào cái bóng sáng quý vị có thể thấy đường nét vàng nó song song với nhau, nó tạo những cái ánh đèn ha, đi rất là đều nè. Quý vị thấy nước đen là ra nước đen mà nước vàng là ra nước vàng ha, rất là đều và rất là bóng đó. Thì cái chiếc nhẫn này nó là, để em coi nó vàng 18K hay là vàng 14K đây. Tại vì đợt này cũng có một số anh chị đặt vàng 14K ha. Cho vô hộp. Đây. Đây là giấy phủ quang. Đây là giấy phủ quang của mỗi một sản phẩm. Này là mặt dây thạch anh đen. Cái này mặt dây luôn. Cái này nhẫn hột xanh. Rồi vậy nó đây rồi. Đây. Vâng, và đây chúng ta có đây là vàng 18K ha quý vị ha. Vàng 18K, vàng gold 18K. Đó. Thì bên L&G thì quý vị cũng có thể thấy ha, rất là công khai minh bạch, vàng đủ tuổi ha quý vị ha. Đó, thành phần vàng, thành phần đồng rồi nọ nè. Rồi, một món đi qua. Kế tiếp là chúng ta có món gì đây ạ? Vâng, một chiếc nhẫn đá sapphire xanh quý vị ạ. Quá đẹp luôn. Đấy. Chúng ta cùng nhau xem qua cái món này ha quý vị ha. Vâng, thì trước mắt chúng ta đây quý vị có thể thấy là một cái
một cái chiếc nhẫn nữ vàng vàng trắng không quý vị ha, vàng trắng, vàng gold, vàng trắng chứ không phải là vàng gold. Vàng trắng thì loại này chắc là 14k thôi, tại vì bên LNG đa số là làm vàng trắng làm 14k cho nó đẹp quý vị ạ. À, và quý vị có thể thấy viên đá của chúng ta nó khá là sáng ha. Đó, một chiếc nhẫn nữ. Thì với những cái chiếc nhẫn mà đá sapphire mà nó tông màu như thế này, nói chung là ở đây nó không đủ sáng quý vị ạ. À, sự nó không đủ sáng. Ở ngoài nhìn phê lắm. Đấy, cho thêm miếng đèn coi. Đó, rất là đẹp không quý vị ha, rất là đẹp, rất là tinh tế luôn. Cái này làm phóng to full màn hình nha quý vị nha, chứ ở ngoài chiếc nhẫn nó không có to vậy đâu. Quý vị đặt ngón tay quý vị vô là quý vị có thể ước lượng được là cái chiếc nhẫn bên ngoài rất là bé, nhưng mà phóng to như thế này mà quý vị thấy không có bị lỗi ha, chày xước sức mẻ gì ha, không có bị lỗi. Một món trang sức khá là ok luôn, rất là đẹp từ cái chấu rồi cho đến viên đá, rất là cân đối hơn quý vị ha. Wow, cái món này em đang không nhớ là khách nào đặt bên em nè, nên thành ra chưa có thể khai vận cho chiếc nhẫn này. Thì chị em phụ nữ nào mà đặt chiếc nhẫn này thì vui lòng inbox cho bên LNG ha, để mà cho em cái năm sinh chính xác để em khai vận. Thì với cái chiếc nhẫn hộp xanh này thì hồi nãy chúng ta cũng có thể thấy giấy phủ quang rồi ha. Đó rồi, đây nhẫn hộp xanh đây. Đúng rồi, nhẫn hộp xanh vàng trắng 14k ha quý vị ha, rất là công khai minh bạch, rất là rõ ràng luôn. Thành phần vàng là 58% nè, 58,44%. Đó, rồi một chiếc nữa kế đến. À, chiếc này là chiếc nhẫn bạc, chiếc này thì không giấy ha quý vị ha, chiếc này là chiếc nhẫn bạc, bạc 925. Đây, quý vị có thể thấy là độ bóng mướt của trang sức bên LNG thì quý vị có thể thấy ha, khá là hoàn hảo luôn. Đó, cho quý vị xem luôn mà. Đấy, và đá thì khá là đẹp không quý vị ha, phóng to cái nào. Đó, như vậy chúng ta chiêm ngưỡng nó mới đã. Quý vị có thể thấy là một cái chiếc nhẫn thạch anh tím ha, tuy rằng là bạc 925 nhưng mà nhìn thì rất là phê, độ sắc nét tinh xảo thì không còn chê vào đâu được ha quý vị ha. Đó, rất là đẹp luôn. Và đá thì quý vị thấy dù là đá chủ hay là đá tắm ha, đá chủ hay là đá tắm nhìn cũng rất là mướt luôn. Đó, giá cũng rất là mềm luôn. Rồi xong, chiếc nhẫn bạc này em cũng sẽ inbox cho cô em. Thì cô em này là hình như là mình bác sĩ á. Đó, khai vận luôn cái chiếc này. Nói chung là những cái món trang sức của bên LNG hoàn toàn quý vị được hỗ trợ về khai vận phong thủy để đẩy nhanh tiến trình vận dụng phong thủy và hỗ trợ phong thủy quý vị cho tốt hơn ha. Và đây là chúng ta có một cái mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền này thì vàng trắng ha quý vị ha, vàng trắng, vàng trắng 14k. Đấy, phóng gần lẻ coi. Đó, mặt dây chuyền này là đá chủ là sapphire quý vị ạ. À, mặt dây chuyền này đá chủ là sapphire. Và mẫu này thì khách hàng bên LNG chọn trên mạng ha, và LNG hỗ trợ và làm chắc chắn thì sẽ đẹp rồi, đẹp tuyệt vời luôn ha quý vị ha. Đó là sự cạnh tranh của LNG. Dù quý vị lấy mẫu của ai nữa em cũng có thể làm y chang, thậm chí là đẹp hơn quý vị ha. Nhìn mặt dây chuyền thấy cân không? Đó, mặt này thì vàng trắng 14k ha. Rồi lát em khai vận luôn. Người chủ sở hữu của mặt dây chuyền này là tuổi Sửu đúng không ạ? À, tuổi Sửu.
tỵ dậu sửu tam hạp. Đây tuổi sửu để đây, lát khai vận, không thì mai em cũng khai vận nè. Rồi kế đến là chúng ta có một cái mặt dây chuyền, thì mặt dây chuyền này của một cậu em trai, và hết sức là xin lỗi em luôn, mặt này làm lâu, làm lâu lắm rồi. Thì cái này của một em trai ha, đã tin tưởng và ủng hộ em làm gì lên một cái mặt. Thì lúc đầu là dự tính là sẽ dùng tuột ma linh đen, nhưng mà sau đó thì LNG có tư vấn là nếu như mà em dùng hạch anh đen thì trên cái mặt đá nó sẽ không được sáng bóng và như thế này, không được đẹp như thế này, nó sẽ có những cái gân, nó sẽ có những cái gân, thì em nên dùng mặt hạch anh đen. Và cô em cũng quyết định chốt hạch anh đen, bởi vì hạch anh đen năng lượng nó cũng tốt hả quý vị ha. Còn bên tụt ma linh đen á, thì nó hỗ trợ về ngủ tốt rồi này nọ và một số vấn đề khác ha. Đây đó, hạch anh đen thông đèn hả quý vị ha, do cắt rồi thông đèn, chứ còn nếu mà nó ở dạng thô tinh thể là chích đèn khỏi xuyên qua luôn quý vị ạ. Đó thì đây là một cái mặt dây chuyền hạch anh đen. Và vàng bao nhiêu tuổi đây, còn hai tờ giấy giám định đúng không quý vị, còn hai tờ giấy phụ quan để em xem coi. Ây à, vâng, vàng 14k này là vàng trắng nè, còn vàng 18k này là cái mặt dây chuyền hạch anh đen nè, vàng 18k này là cái mặt sapphire giọt nước, vàng trắng 14k hả quý vị ha. Vâng, thì kênh đá phong thủy LNG đến đây là hết hả quý vị ha. Mời quý vị xem ở những cái video sau về những cái viên đá MRO của chúng ta vừa mới được mài ra ha, xem nó như thế nào. Và quý vị ơi, đừng quên là điểm danh để mà nhận những cái mặt đồng điếu xinh xinh này về làm mặt dây cho trẻ con em của chúng ta, hoặc là các chị em phụ nữ đeo cũng rất là xinh ha. Nếu như mà chúng ta bọc vàng ha, bọc vàng kẹp như thế này, bọc vàng kẹp như thế này làm mặt dây chuyền thì quá là tuyệt vời luôn ha quý vị ha. Rồi LNG xin chào và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng LNG xuyên suốt thời gian qua và ủng hộ kênh nhé.